Vâng, xin kính chào tất cả quý vị bạn trở lại kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nhé. Thì hôm nay video ngày 25 tháng 6 năm 2024 nhé, bên mình lại có về được hai chiếc Omni Jaguar 203A hàng máy Hàn Quốc nhé. Hai chiếc này là đời tay tay mạ inox nhé, cái tay này, nó mạ inox, còn có mặt đời sau thì nó là sơn màu đen. Hai chiếc này thì mình đã vệ sinh test dọn chạy rất ok nhé, mặt mũi đẹp, máy móc zin bản ngon lành hết rồi, giá rất hợp lý thôi, cho anh em chơi nghe nhạc. Đặc biệt những dòng này là tiếng nó rất là hay luôn, khỏe bền, đánh hai cặp loa 25 ok, giá chỉ hơn 3 triệu một chút thôi. Con này điện hai cầu 110 và 220V nhé, công suất của ra loa là 100W một kênh. Máy đánh 4 sò sắt JK của Japan nhé. Đây là mình quay cái mặt đằng sau này. Hiện tại mình đang ghép cúng một cặp loa EV Bass 30 của loa Mỹ nhé. Đó, tem mác còn đầy đủ hết này. Rồi bây giờ sẽ quay nội thất nhé. Đây là một bộ nội thất của chiếc Omni Jaguar 203A. Cục nguồn rất lớn luôn, nguồn to, mạ sắt vẫn còn 7 màu nhá. Các men vỉ còn rất là sạch đẹp. Màu cánh dán nhá. Đây, máy đánh 4 con sò sắt JK của Japan này. Có lầy vỉ nguồn và vỉ công vì nguồn và vì các vì khác, meter rồi là echo rồi là mic là cùng một màu hết nhá. Đấy, rất đẹp luôn, có hai chiếc. Rồi bây giờ mình test tiếp mic này. Cái này thì mình xin phép chỉ test một đoạn nhạc thôi nhá, tại vì làm YouTube này test một có một chút nhạc thôi là họ đã bắt bản quyền rồi, nếu mà vi phạm nhiều lần là họ sẽ xóa kênh ấy. Nên là không test dài được. Còn nó máy là bao zin bao chạy ok hết, các bác mua trước khi mua mà gửi mình là đều test qua gửi qua Zalo hết nhá. Rồi bây giờ test bằng mic, test tiếng echo của mic nhé. Luôn. Giá 3.200.000 một chiếc nha. Chiếc dưới cũng test ok hết rồi nha. Máy bao zin đẹp, chạy ok hết. Giá 3.200.000 một con nhé. Con nào thích lấy chiếc nào rồi đấy. Rồi bây giờ mình test một đoạn nhạc này. Này là đều có tác dụng hết nhá, bát tép rồi lời là lên là đều rõ ràng hết này, không có sọt sẹt. Lời xin lỗi dẫu bao lâu nói không thành câu, yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian nên đau lắng nhớ.
Ok nhá, bác nào quan tâm thì gọi điện hoặc vào Zalo theo số điện thoại 0358742679 nhá. Giá 3.200.000 một con, không bao gồm phí ship nhá. Bác là mua chuyển cọc trước 400.000. Mình ship qua bưu điện hoặc ô tô khách tùy theo nhá. Các bác nhận kiểu gì nó tiện thì các bác cứ alo mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn tại những video clip tiếp theo nhá. Omni Zalgo bên mình luôn sẵn hàng. Nhá, luôn sẵn hàng phục vụ cho anh em.